Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chơi đến hai chân xú xí sọn bóng mít bọng về mít mùi mít. Hợp tập trước, chị Hiền đã ghi lại được hành vi xấu xa của con Grab này rồi. Ở tập này, đội thám tử sẽ lập kế hoạch để bắt ẩm. Grab? Trời ơi, tại sao đi chọc mình như vậy? Mày nhìn tao đó đây. Ai cho hành nghề ở đây, chơi cho tao. Bữa tiền lên cho tao. Ông bỏ chạy đó cả nha. Bây giờ ông thấy chị Hiền là người lớn á, cho nên ông leo lên xe ông bỏ chạy nè. Bây giờ đội thám tử sẽ bắt ông nha. Các em hãy coi đội thám tử lập kế hoạch như thế nào để bắt cái ông này đây. Hiện tại chị Hiền đã tập hợp đội thám tử để bắt cái ông Grab xấu xa rồi cả nha. Thì bây giờ là chị Hiền sẽ đóng giả là một ông già để dù ông tới ông chở chị Hiền. Chắc chắn khi mà ông thấy ông già là ông sẽ dù ông già tới để ông bắt ông già bỏ lên xe để ông chở đi á mọi người. Thì chị Hiền sẽ kêu ông chở đến địa điểm. Mà ở địa điểm này là mẹ cùng với đội thám tử đã bọn sẵn đồ dung quân. Rồi lặt một cái bẫy ở đây. Khi mà ông vô đến địa điểm này là mẹ cũng sẽ nheo ra để bắt ông đúng không mẹ? Đúng rồi, hôm nay đội thám tử xung xỉ xạo là hôm nay sẽ ra quân quyết định bắt cực cái ông già Grab đúng không con? Rồi bây giờ mẹ bận đồ vô đây. Rồi 1, 2, 3 chúng ta đã bây giờ là em là có nhiệm vụ là chạy đó chứ. Con nhiệm vụ con là đúng rồi bộ đồ như thế này. Em sẽ đóng giả lên một chú dân quân nữa. Còn cái em là nhiệm vụ là lái xe đạp tới chỗ ông Grab. Để cái ông Grab là ông Grab ơi, có một cái ông già ông ở địa điểm đó. Ông Grab mà đến đó bắt bỏ ông già chở lên xe để lấy tiền đi. Wow. Em có nhiệm vụ đến để thông báo như vậy đó cả nhà đúng không? Rồi bây giờ em sẽ bận đồ dân quân vô để hỗ trợ mẹ chị Hiền bắt tạm cái ông Grab đó. Thì vậy cho ông mạnh lắm mọi người. Còn Subom sẽ là hai dân quân nhỏ. Bây giờ Subom cũng sẽ bận đồ vô luôn. Grab đây ổng phải thấy những cái người bận đồ hàm hối gì ổng mới sợ được. Còn ví dụ mà ổng thấy mẹ bận đồ bình thường là ổng sẽ không sợ đâu mọi người. Đây mọi người, Su với Bông sẽ vô gia dân quân nha mọi người. Khi mà ông Grab đã đến là Su với Bông sẽ bao quay một nơi đó là chuẩn bị ra là bắt ông Grab. Ông Grab lúc đó ổng sẽ không chối được đâu nha mọi người. Đây luôn. Đó, đây. Đây mọi người ơi, dân quân xu xích sòn xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Mình là anh Thái Tử sẽ bắt kỹ xấu nha. Đó, ok. Đây nha, bao một bộ đồ xong rồi mọi người. Bao cũng trở thành một cô dân quân như vậy nha. Rồi mình cũng vô bộ đồ dân quân tự vệ nha mọi người. Đấy, mọi người thấy mình cả ngầu không? Dạ đúng không? Xe thù đáng ghét đó. Ông Grab đáng ghét đó nha mọi người. Xong chưa mẹ? Rồi đội thám tử nha, xuống xích sọn. Bao mấy bọn đã sẵn sàng rồi. Rồi bây giờ con bố trí đi. Bây giờ mẹ đứng ở chỗ này để mẹ bắt ổng. Rồi con để con dồn tới. Bây giờ là mẹ với Xu với Bông là đứng ở góc cây này. Rồi mẹ núp ở, mẹ núp vô góc cây. Mẹ đừng để ổng thấy hiện ra nghe. Ổng mới thấy hiện ra ổng bỏ chạy đó. Mẹ với Xu với Bông ở góc cây đây. Bông xuống đây nhiệm vụ đứng chỗ này nha mọi người. Còn Bông là nhiệm vụ ngồi đây canh. Khi ổng vào là Bông sẽ chi hô lên. Wow. Rồi còn em đã đây nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ là bây giờ em đi tìm cái ông Grab. Em nói với ổng là chú Grab ơi, ở dưới đây nè có một cái ông già. Ổng già lắm rồi. Chú xuống dưới đó là chú chở ông già đi rồi chú lấy tiền đi. Ổng không có sức lực phản kháng đâu. Em nói vậy nghe. Rồi còn chị Hiền sẽ đi lâm quanh ở đây để giải lấy một ông già cả nha. Em Mai cũng vậy, em Mai là núp ở sau lưng cô nè. Cầm một cái lưới vô, để chút nữa ông Grab tới là em phải chạy ra em chùm cái lưới với người ổng ngang. Rồi em leo lên đi. Rồi, con đã đứng bên là em Bông, giăng cái lưới bên đó. Còn đúng rồi, đứng bên sông. Khi mà cái ông Grab nó vô là bắt đầu mình sẽ chung lại nha con. Cô hôn 1, 2, 3 là chung. Ok con. Chúng soạn đưa tay vô. Một, từ từ, vô, bả tay vô con. Một, hai, ba. Yeah. Ông Grab ơi, chắc là ngày hôm nay ổng làm gì mà sao nay không thấy ổng luôn. Giờ mình phải chạy đi kiếm mới được. Wow. Ông Grab ơi. Ông Grab. Ông Grab ơi. Sao mấy cháu muốn đi xe hay là gì? Dạ, hồi nãy em thấy một bà cụ đang đứng ở kia. Giờ bà già lắm, bà không làm gì đâu. Giờ anh tới anh thu tiền bà xong rồi là ông anh, wow. Anh chở bà đi. À, ý là bà đó đang tìm một chú Grab để chở
về nhà đúng không? Dạ đúng rồi. À thì ra là vậy, có nghĩa là 7 giờ rồi bạn không đi đường nữa, bạn nhờ mấy đứa nhỏ đây đi tìm. Trời ơi, chúng mánh rồi, được rồi, bây giờ mấy đứa dẫn chú tới chỗ đó, chú chở cho. Ok. Mà sao cháu biết chú đứng ở đây mà cháu tới tìm vậy? Do cháu thấy thôi cho nên cháu mới tới. À chắc là danh tiếng chạy Grab siêu lẹ của ta đã lan truyền tới những đứa nhỏ đây rồi. Thôi bây giờ tới đây chú chở đi, do lẹ lắm. Ok. Vậy là cái ông Grab xấu xa này là trúng bẫy của đội thám tử xuất sĩ sọ rồi cả nha. Bây giờ á là cái ông này đang chạy đến chỗ của chị Hiền đang đóng giả là một bà già đó. Đâu à, thì ra bà cụ đây hả mấy đứa? À, ông cụ đây hả mấy đứa? Đúng rồi. Trời ơi, ông cụ ơi. Người Grab đúng không? Đúng rồi. Tôi là anh Grab, dễ thương, dễ mến và siêu rẻ đây. Có khi sự là rẻ không? Chắc tôi về rồi tôi không có nhiều tiền đâu. Trời ơi, chú, ông cứ yên tâm đi. Tôi cái đời nè mà tôi đi lừa gạt chị em với lại người già đâu. Chú cứ lên xe đi, tôi chở tôi lấy giá rẻ nhất về Lê Cô đây cho. Rồi, chở tôi đến chỗ kia. Chở tôi gặp cháu của tôi, cháu của tôi đang chờ đó. Ok, lên xe đi. Cháu đỡ cụ gia lên giùm anh cái. Bây giờ chạy về thông báo, chạy chuẩn bị hành động đi hai đứa. Wow. Rồi, chờ tôi một cây. Tới chưa bà, chứ sao mà tới giờ mà tôi lấy lâu quá vậy? Tôi chạy một vòng đây nè. Sắp tới rồi. Trời ơi, sao lần đầu tiên mà tôi đi cái cuốc xe vậy mà cứ chạy vòng tròn vậy? Mọi người ơi, ông Grab đã bị 97 rồi. Ông Grab đã bị 97 rồi. À, tất cả là chuẩn bị. À, tất cả là ông Grab đã dính bẫy rồi, tất cả chúng ta hãy dăng bẫy ra để chờ cái ông Grab vô là bắt đầu là bắt ổng luôn nha. Dạ, rồi. Xuân dứt, đúng rồi, để có mình xô bông cho nó thôi. Rồi, cầm lưới dăng ra. Tôi để con đi cắt kịp rồi. Đây, ở dưới đây, cháu tôi đang ngồi chơi dưới đây. Chỗ nào đâu? Đây, đó, đúng rồi. Chỗ mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi đó. Chỗ nào đâu. Đây, ông Grab tới rồi đây. Rồi, tới rồi hả ông? Bây giờ cháu chở ông tới đây rồi. Bây giờ ông đưa tiền này cho cháu. Bao nhiêu tiền? 500 ngàn. Lấy xe vậy, chở tôi từ trên kia xuống dưới đây mà lấy 500 ngàn. Ăn lừa cắt cổ vậy. Nghe nói hồi nãy nói lấy rẻ. Rẻ thì rẻ thiệt mà. Bình thường á là tôi lấy người ta 2 triệu á. Hôm nay tôi thấy bè ông là ông già, tôi lấy 500 thôi, đưa 500 đây. Tôi làm gì có 500 mà đưa. Thì ra là dạy ngoan cố tính xù đúng không? Xù với ai chứ xù với anh Grab đẹp trai là không xong đâu nha. Thì ra ông là ông Grab xấu xa, hay xuất hiện ở địa bàn này bắt người về mà chị em bỏ lên xe chạy lấy tiền đúng không? Ha. Bây giờ ông biết thì cũng đã muộn rồi. Ông đã lên xe của tôi thì bây giờ phải đưa tiền đây. Tôi đưa tiền rồi, tôi không đưa tôi nữa. Tiền đâu, nhanh lên. Đây. À, cháu đây đúng không? À trời, có 10 ngàn à. Mày tiền đâu? 500 ngàn nữa đây. Bỏ nghe tiền đâu? Ôi, quỷ xanh chưa? Được rồi. Bây giờ chỉ có 10 ngàn thôi, ông không lấy thì thôi. Tức ghê á, sáng giờ chưa làm ăn được gì hết. Mà có 10 ngàn à. Bây giờ đưa tiền ai hay là tôi đấm ba bà cháu luôn. Bây giờ bà có đưa tiền không? Trời ơi, cái đó. Chết rồi. Nhanh lên, nó không lại.
đi tội hành vi luôn cái người khác người khác cha chủ đây không có thay gì hết ông là ông người đáp xấu xe đúng không tôi biết lỗi của tôi rồi tôi thấy gì tại sao ông lại chia nhau bắt chị em về phụ nữ có già bỏ lên xe lấy tiền như vậy tôi chỉ có chở lấy tiền hơi mắc thôi chứ tôi có đó làm gì đâu ông nói không này là quýt ông đi mới đâu không xỉu đâu xỉu đâu bây giờ mày kéo vô chỗ chỗ mát để kéo đây để kéo ông rồi không kéo đây nặng quá để kéo vô đây kéo vô đi đụng rồi lên cầm lưới sẵn luôn em cầm lưới vào ông về ông đã biết tội của ông chưa trời ơi ông lại chưa anh đổi quá rồi, mấy em tha cho anh đi. Bây giờ mày xem mấy đứa bây giờ ông mò xuống bây giờ em cứ tưởng bị ông lừa chưa? Vậy em đã tốn bời rồi. Ông lừa em bao nhiêu tiền? Ông lừa em kệ mấy triệu cơ. Ông đi em lên xe rồi ông chạy đúng không? Đúng. Rồi em cũng chạy đúng không? Em bị ông lừa hồi nào? Hôm bữa là em đi học về rồi ông bắt ông bỏ em lên xe chạy đúng không? Đúng. Rồi ông lấy của em bao nhiêu tiền? 500. Ông có đánh em không? Có. Trời ơi, em có bị ông lừa không? Dạ có. Trời ơi, sao ông lừa nhiều người vậy? Bây giờ ông bây giờ ông tổng cộng là ông trả tiền lại cho mấy đứa nhỏ đây rồi tôi thay nhau. Tiền tôi sai hết rồi, làm gì còn đâu mà trả. Vậy tôi giận lên Phường uống nước trà. Đúng rồi, nghe chưa? Bây giờ giận lắm lên Phường, bắt con bỏ với con mấy sườn ấy. Mấy cháu thay cho chú đi. Đúng. Bây giờ có thay cho ông mấy đứa. Không. Chết rồi, bây giờ ông làm sao thuyết phục đi. Ôi nồi. Này đã thay cho ông thì tôi mới thay cho ông được. Ông là người nhảy, nhảy Grab rất là hay. Giờ ông nhảy Grab bây giờ kìa tha. Làm Grab mà làm giày thì có lên Phường mà uống nước trà thôi. Bây giờ thôi được rồi, bây giờ mấy cháu nè. Thôi từ giờ trở đi á, chú sẽ chở mấy đứa đi học miễn phí, không lấy tiền nữa. Đến khi nào mà vừa với số tiền mà chú lấy của mấy cháu được không? Bây giờ ông phải nhảy một bài để mấy đứa coi, mấy đứa mèo hay ông nhảy hay thì mấy đứa mới hay theo trong được. Ok. Ông nhảy lẹ. Được rồi, bây giờ ông mày sẽ đứng đó nhảy lẹ lẹ. Tất cả thôi, tất cả vô nhảy cho lẹ lẹ. Tại mày thấy ông tồi lắm vậy nha. Ông nói nha, chuyện tiền của ông cũng khó khăn. Bây giờ là sẽ cho ông nhảy lẹ lẹ đu với mấy em mày. Ông mày nhảy hay không mấy em này thì sẽ thay cho ông vậy nha. 2, 3, bắt đầu. Tha cho chú đi mấy đứa. Để cho tha cho chú đi. Có cơ hội rồi. Cho cơ hội đi lên Phương. Tha cho chú đi. Không. Vậy là cuối cùng đội thám tử Su Xí Sòn và Bông Bé Bỏng cũng đã bắt được cái ông Grab xấu xe rồi. Ok, hẹn gặp lại các em fan ở những tập tiếp theo nha.